Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một hệ mới, đấy chính là Blood System, hệ tạo máu. Và trước khi đi vào các bài mở đầu cũng như là các bệnh lý liên quan tới hệ tạo máu thì chúng ta sẽ đi vào từng thành phần cấu tạo nên nó trước các bạn nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ có một vài từ vựng trên màn hình. Đầu tiên thì mình sẽ có từ erythrocytes. Erythrocytes là, như các bạn đã biết trong các bài phân tích về tiền tố hậu tố cấu tạo nên một thuật ngữ thì chúng ta sẽ có erythro có nghĩa là red, màu đỏ, còn cyte có nghĩa là cell, là tế bào. Do đó erythrocytes là các tế bào màu đỏ hay còn gọi là hồng cầu. Và trong các xét nghiệm tạo máu thì chúng ta sẽ có ký hiệu là RBC. RBC là viết tắt của red blood cell, chính là hồng cầu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một từ vựng khác, đấy là leukocytes. Leukocytes, leuko là white, màu trắng, cyte là cell, tế bào. Leukocytes chính là white blood cell, các tế bào có màu trắng hay còn gọi là bạch cầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một từ là thrombocytes. Thrombo thì có nghĩa là clotting, là các tế bào, clotting có nghĩa là đông máu. Vậy thì thrombocyte là các tế bào làm nhiệm vụ đông máu hay còn gọi là tiểu cầu. Chúng ta có một từ tương ứng thông thường hơn, đấy là platelets. Platelets là tiểu cầu. Và trong các cái xét nghiệm thì các bạn sẽ thấy viết tắt là PLT. PLT, viết tắt của platelets. Như vậy thì chúng ta sẽ có một số thuật ngữ như là erythrocytes là hồng cầu, leukocytes bạch cầu, thrombocytes là tiểu cầu. Và những thuật ngữ này các bạn sẽ thấy là thường xuyên xuất hiện trong y văn khi các bạn đọc văn bản. Thế nhưng mà khi các bạn giao tiếp với bệnh nhân thì chúng ta sẽ dùng những từ ngữ dễ hiểu hơn cho bệnh nhân. Ví dụ như là thay vì nói erythrocyte thì chúng ta sẽ nói là red blood cell, hoặc là white blood cell, hoặc là platelets, là những từ rất là đơn giản và dễ hiểu cho bệnh nhân. Rồi, dưới đây là một số cái hình ảnh. Ví dụ erythrocyte, platelets, leukocytes. Ba hình ảnh này là ba hình ảnh mà mình đã vừa nói ở bên trên. Và tiếp theo là năm hình ảnh, chính là năm loại tế bào bạch cầu. Đầu tiên chúng ta có monocytes. Monocytes, mono ở đây có nghĩa là one, là single. Single, one có nghĩa là đơn, đơn hoặc là một. Vậy thì monocytes thì có nghĩa là bạch cầu đơn nhân. Tiếp theo chúng ta có eosinophil. Eosinophil, eosinophil là gốc từ của nó có nghĩa là red hoặc là rosy, màu hồng hoặc là màu đỏ, đỏ hồng. Thì những cái tế bào này thì khi mà nhuộm màu thì nó sẽ bắt màu hơi đỏ đỏ, hồng một chút. Còn cái gốc, cái hậu tố feel có nghĩa là attraction for hoặc là love hoặc like là ưa thích. Đó, thì eosinophil ở đây chúng ta hiểu là bạch cầu ưa axit. Basophil, basophil là bạch cầu ưa bazơ, và neutrophil là bạch cầu trung tính. Cuối cùng là lymphocytes. Lymphocytes là bạch cầu lympho. Rồi, đây chính là một số cái thành phần cấu tạo chính của hệ tạo máu. Sau đây thì chúng ta chuyển sang một cái hình ảnh khác. Hình ảnh này thì cũng là review lại những từ mà chúng ta đã học ở cái slide trước thôi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại những từ vựng này một lần nữa các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta có blood cells. Blood cells. Platelets. Platelets. Thrombocytes. Thrombocytes. Red blood cells. Red blood cells. Erythrocytes. White blood cells. Basophil. Neutrophil. Eosinophil. Monocytes. Lymphocytes. Rồi, sau đây sẽ là một slide nói về các tế bào tạo máu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có là các tế bào tạo máu này sẽ được sản xuất ra từ tủy xương. Bone là xương và bone marrow là tủy xương. Tại tủy xương này thì chúng ta sẽ có các tế bào gốc hay còn gọi là stem cell. Và cụ thể hơn đấy chính là các tế bào gốc tạo máu. Chúng ta gọi các tế bào gốc tạo máu là hematopoietic stem cell. Các tế bào gốc tạo máu này sẽ có quá trình chuyên biệt hóa để tạo ra các tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu tương ứng. Và nếu như chúng ta có một tooth blood sample, ví dụ như chúng ta có một mẫu máu và đem mẫu máu này đi ly tâm thì lần lượt chúng ta sẽ có một số thành phần. Ví dụ như dưới cùng ở đây chính là
chính là hồng cầu, được viết tắt là red blood cells. Các tế bào hồng cầu này sẽ nặng nhất và xuống dưới. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có lớp ở giữa này là white blood cells and platelets. Đây chính là các tế bào bạch cầu và tiểu cầu. Và lớp trên cùng, đấy chính là plasma, là huyết tương. Và để hiểu rõ hơn về cái quá trình chuyên biệt hóa của các tế bào tạo máu, các tế bào gốc tạo máu như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái sơ đồ nói về quá trình tạo máu của các tế bào, từ các tế bào gốc các bạn nhé. Màn hình lúc này của mình đang là một sơ đồ về các quá trình tạo các tế bào tạo máu. Và trước hết là chúng ta sẽ xuất phát từ tủy xương trước các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn thấy chúng ta sẽ có các tế bào tạo máu. Tế bào gốc tạo máu thì được gọi là hematopoietic stem cell. Các tế bào gốc tạo máu ở tủy xương. Sau đấy chúng ta sẽ có hai giai đoạn chính. Một là giai đoạn diễn ra ở bone marrow, tức là diễn ra ở tủy xương. Và một giai đoạn tiếp theo là diễn ra ở tế bào ở trong dòng máu. Bây giờ mình sẽ nói về quá trình diễn ra ở trong tủy xương trước các bạn nhé. Các bạn sẽ nhìn trên màn hình lúc này của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát từ tế bào gốc tạo máu, hematopoietic stem cell. Và lần lượt sẽ chuyên biệt hóa thành các thành phần, ví dụ như là hồng cầu, tiểu cầu, các loại bạch cầu. Bây giờ thì mình sẽ đi theo một cái sơ đồ về nói về quá trình hình thành nên hồng cầu trước các bạn nhé. Thì trong sơ đồ này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai giai đoạn, cũng như là hai quá trình. Một quá trình đầu tiên sẽ diễn ra ở bone marrow, là diễn ra ở tủy xương. Và một quá trình nữa là diễn ra ở trong dòng máu. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái giai đoạn đầu tiên, là những cái hoạt động diễn ra trong tủy xương trước các bạn nhé. Từ tế bào gốc tạo máu hematopoietic stem cell, thì các tế bào gốc tạo máu này sẽ tạo ra tiền nguyên hồng cầu là erythroblast. Các bạn sẽ thấy là erytho là cái gốc từ mà chúng ta đã gặp trước đấy rồi, có nghĩa là màu đỏ phải không ạ? Còn cái từ blast, blast ở đây có nghĩa là blast ở đây có nghĩa là immature. Immature có nghĩa là còn non hoặc là chưa trưởng thành. Blast là immature. Rồi, thì ở đây chúng ta có thể hiểu là tiền nguyên hồng cầu. Sau đấy tiền nguyên hồng cầu sẽ phát triển thành nguyên hồng cầu gọi là normoblast. Normoblast thì cũng là từ blast này, cũng là còn non này. Normoblast là nguyên hồng cầu. Sau đấy thì nguyên hồng cầu này sẽ chuyển thành reticulocyte. Reticulocyte là hồng cầu lưới. Và cuối cùng khi mà các tế bào hồng cầu lưới này trưởng thành, gọi là mature cells. Đây, mature cells thì nó sẽ phát triển và tạo thành erythrocyte, là các tế bào hồng cầu. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ có là từ tế bào gốc tạo máu chúng ta sẽ có tạo ra là chúng ta sẽ có tạo ra là nguyên mẫu tiểu cầu, megakaryoblast. Các bạn thấy là mega là big, là rất là lớn. Karyo ở đây có nghĩa là nucleus, là nhân. Và blast là immature, là chưa trưởng thành. Do đó các cụm từ này chúng ta hiểu là nguyên mẫu tiểu cầu, tức là gồm những cái tế bào rất nhiều ở các cái nhân lớn chưa trưởng thành. Và từ những cái nhân lớn chưa trưởng thành này, hoặc là nhân non này, thì sẽ phát triển thành megakaryocyte, là mẫu tiểu cầu này. Và từ những cái mẫu tiểu cầu này sẽ phân chia và biệt hóa tạo thành platelets, là tiểu cầu. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có, cũng từ tế bào gốc tạo máu, chúng ta có myeloblast. Các bạn thấy cái tiền tố myelo có nghĩa là thuộc về bone marrow, thuộc về tủy xương. Và blast thì vẫn là chưa trưởng thành, là non. Từ ở nguyên tủy bào này thì chúng ta sẽ có phát triển thành myelocyte, là tế bào tủy, myelocyte. Và sau đấy thì các tế bào này sẽ lần lượt được chuyên biệt hóa tạo thành basophil, neutrophil và eosinophil. Ở đây các bạn thấy band cell, band là một cái dải. Tiếng Việt các bạn có thể hiểu là các tế bào đũa, hoặc là các tế bào đũa hoặc band cell. Thì các bạn thấy ở đây chỉ có một nhánh thôi, gọi là band cell. Band cell là các tế bào đũa này. Sau đấy thì segments là phân nhánh hoặc phân chia ra để tạo thành neutrophil. Rồi, và cũng từ các tế bào tủy bào này, tế bào tủy này, thì cũng từ các tế bào tủy này thì sẽ được biệt hóa tạo thành eosinophil.
Eosinophil là bạch cầu ưa axit. Và đây chính là granulocyte, bạch cầu hạt. Rồi, về phía bên này chúng ta có monoplast. Monoplast là nguyên bào mono này, và lymphoplast là nguyên bào lympho, thì cũng chuyên biệt hóa tạo thành monocytes và lymphocytes. Thì đây là monoclear cells, là các tế bào đơn nhân. Và đây là cái quy trình sơ đồ tạo ra các thành phần cấu tạo nên máu từ tế bào gốc tạo máu. Và hy vọng rằng là các bạn xem video này xong sẽ có một số cái từ vựng cơ bản nhất để chúng ta bước vào những video tiếp theo mà không bị quá khó. Và các bạn hãy ôn tập lại bài thường xuyên. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.